Hello mọi người, Vân xin chào mọi người đang theo dõi kênh Vera Family Cuộc sống ở Singapore. Ngày hôm nay cả gia đình Vân sẽ đi đến Hand. Hand là một cái tiệm bán đồ ăn, cà phê, đồ tráng miệng, bánh được rất là nhiều người yêu thích ở Singapore các bạn. Lâu lắm rồi nhà Vân không có đi ra ngoài ăn tại vì Singapore mở cửa chấp nhận sống cùng với dịch. Và dịch thì số ca bị nhiễm các bạn rất là nhiều, hàng ngày là có trên dưới 3.000 ca, có hôm thì 4.000, có hôm 5.000, nói chung là cũng tùy bữa. Và hai bé nhỏ nhà Vân thì chưa có được tiêm vaccine đó, bé nhỏ thì nói chung là cũng rất là lo lắng, cho nên là nhà Vân rất là hạn chế đi ra ngoài. Thêm một phần nữa là bây giờ để mà bạn muốn đi ăn uống ở ngoài là bạn bắt buộc phải tiêm đủ 2 mũi vaccine ít nhất. Singapore đang tiến hành tiêm tới mũi vaccine tăng cường là mũi thứ 3 rồi đó các bạn. Như ông xã Vân là đã tiêm mũi thứ 3 rồi, nhưng mà Vân phải đợi là 6 tháng, đủ 6 tháng thì mới tiếp tục tiêm mũi thứ 3. Tức là cứ 6 tháng là tiêm một lần. Qua 6 tháng là cái vaccine nó đã bắt đầu giảm hiệu lực rồi, cho nên là mình phải tiêm để củng cố thêm cái sức đề kháng cho cơ thể. Thì hôm nay cả nhà đi ra ngoài ăn bánh tráng miệng, nhưng mà các bạn khổ là cái là mỗi bàn chỉ được ngồi 2 người thôi. Nhà Vân 4 người thì ngồi tách ra, Vân ngồi với Brayden, còn chồng Vân thì ngồi với lại Elena, ngồi cách ít nhất là 1 mét chứ không có được ngồi gần các bạn. I don't want the white now. I want the chocolate. I don't want the white.
Papa. Elena. Hi. And mommy, look. Engine. Engine, not engine. Cái này là làm từ hộp giấy đó mọi người, bằng hộp cắt tông á, chim cánh cụt nè. What is this anh? Này giống cái lồng đèn. Raiden, Raiden, don't hurt. No, go inside đi, okay. Just see you đi. See? What is this? Crab? A spider! Crab? Crab? Mọi người ơi, bây giờ nhà Vân sẽ ghé cái nông trại cá, tham quan cái mô hình nuôi cá ở Singapore. Và mời mọi người hãy cùng tham quan với cả gia đình Vân nha. Vì đang là mùa dịch Covid cho nên là những cái nông trại như thế này cũng hạn chế ít người, nó không có đông như bình thường các bạn. Và mình sẽ đi vào trong này, mình xem thử cái mô hình mà nuôi cá ở Singapore như thế nào. Ở Sing thì có rất là nhiều nông trại cá cảnh, như là cá koi hoặc là cá mà cá rồng á, thì rất là được yêu thích ở Singapore. Còn cái nông trại này là nông trại nuôi về cá biển là chính mọi người. Stingray. Stingray. Oh, go big, big stingray and fish. Mm-hmm. This water, what? Cannot see anything. Okay.
Yeah. Baby, baby fish. Thank you.